mà được cái là phản hồi nhanh đúng không các bạn? Và khi đóng cửa mình thấy là khả năng cách âm cũng khá tốt. Xin chào mọi người, đứng ngay cạnh mình đây là chiếc Tank 300, khác với cả Havan H6 hay là Jolion sắp về Việt Nam, nó thuộc thương hiệu của Havan thì mẫu Tank 300 này lại thuộc thương hiệu của Great Wall Motor, có thể coi là của thương hiệu mẹ. Thế thì chiếc này thì cũng sẽ về Việt Nam trong thời gian tới, thì mình muốn mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau xem mẫu xe này có điểm gì đặc biệt. Tại thị trường Thái Lan thì Tank 300 sẽ có hai phiên bản là phiên bản Pro và phiên bản Ultra. Đứng ngay cạnh mình đây là phiên bản Pro, sau mình đây là phiên bản Ultra. Đây, mời mọi người xem đây là phiên bản Ultra. Nhưng mình muốn mọi người xem phiên bản Pro trước, bởi vì phiên bản Ultra này trong triển lãm thì đang được độ lại khá chi tiết, nên nhìn nó sẽ không được trực quan lắm. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phiên bản Pro nhé. Không biết các bạn nhìn thấy sao, nhưng mà khi mà mình nhìn ở ngoài thực tế, trông nó có bóng dáng của một chiếc Jeep đúng không ạ? Đặc biệt là cụm đèn chính rất giống Jeep. Nhưng mà phải nói rằng là với xe của Trung Quốc thì họ rất hào phóng về trang bị, và riêng cụm đèn này thôi thì mình đã thấy là rất ăn tiền rồi. Hay là kể cả cụm đèn sương mù phía bên dưới đều là LED projector hết. Với phiên bản Pro này là phiên bản base nhưng cũng đã có 4 cảm biến ở phía trước. Phiên bản Ultra nó sẽ còn nhiều hơn. Đây là camera phía trước nằm trong gói camera 360 độ. Và về thông số thì mình cũng mời các bạn xem, mặc dù là một chiếc xe trông có kiểu dáng địa hình nhưng nó lại là xe hybrid. Và về sức mạnh của xe nhá, thì xe này sẽ sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp kết hợp với cả motor điện. Thì riêng động cơ tăng áp của nó thôi đã đạt được khoảng gần 244 mã lực, 244 PS, 380 Nm mô-men xoắn. Và động cơ điện ở đây thì sẽ có khoảng 106 PS, 268 Nm mô-men xoắn kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Riêng tổng công suất của mẫu xe này thôi thì mình đã thấy là cũng rất là ấn tượng rồi đấy. Mình nhìn sang phần thân nhá. Phần thân thì xe này sẽ sử dụng mâm 17 inch. Hôm qua mình có nói về chiếc VinFast Wide 22, mâm 22 inch. Thì phiên bản thực tế chắc có lẽ nó chỉ rơi tầm 18-19 là nhiều. Đây một chiếc xe off-road mâm có 17 thôi. Khoảng sáng gầm của chiếc xe này là đạt khoảng 224mm, rất lớn. Và khả năng lội nước theo công bố của nhà sản xuất là khoảng 700mm. Gương xe đây. Với phiên bản này thì đây chỉ là ốp nhựa, còn mình nghĩ rằng là khi mà ốp có màu sơn đen bóng trông nó sẽ đẹp hơn. Cửa, tất nhiên tất cả những chỗ này nó đều kiểu là nhựa. Em phần này thì mình đánh giá không cao lắm. Mặc dù ok, nó sẽ là một chiếc xe off-road thì tất cả những điều này nó không quá quan trọng về kiểu màu mè. Về thiết kế của xe trông rất vuông vức, đúng như là một chiếc Jeep. Mặc dù nếu như mà kể ra phần mâm xe, phần lốp xe ở đây được kéo dài ra hơn một chút thì trông sẽ thể thao khỏe khoắn hơn. Và đây, HEV, xe hybrid. Khi mà mình mở cửa hậu, nó cũng sẽ là kiểu mở ngang. Rất nặng ấy, nặng ấy. Cụm đèn hậu với giải LED rất dày, đặt dọc. Và biển số, nếu mà về Việt Nam thì kiểu này sẽ làm kiểu biển ngang để vào, mình nghĩ là trông cũng hay. 4 cảm biến ở phía sau. Tuy nhiên camera thì lại gắn ở trên lốp dự phòng, nên mình thấy về điểm này có vẻ là nếu mà mở ra chắc có lẽ nó cũng sẽ hơi kỳ dị một tí. Mình thấy chỗ này có vẻ chưa được công thái học lắm. Thế bây giờ thì mình sẽ mời các bạn chúng ta cùng nhau bước vào bên trong nội thất để xem chiếc này có gì đặc hay, có gì đặc biệt. Ngoại thất thì rất nhiều người nói nó có thể giống G63, mình thì thấy trông giống Jeep hơn. Nhưng mà vào bên trong thì đúng thật là cửa gió kiểu tuabin Mercedes-Benz G-Class đây rồi. Tuy nhiên thì kiểu của người Trung Quốc mình cũng không hiểu sao, nhưng mà làm cái gì nó cũng phải lớn lớn một chút. Thì các bạn thấy đây, cửa gió tuabin này làm cũng lớn, nhưng mà thực sự là về chất lượng gọi là hoàn thiện đi thì mình thấy là không ổn cho lắm. Có đồng hồ ở chính giữa đây, cái này giống kiểu E-Class này hay là C ngày trước này. Tuy nhiên thì dẫn động bốn bánh toàn thời gian nên là có thể kiểu khóa vi sai các thứ. Màn hình thì đây là màn hình kiểu nối liền, có kích thước 12,3 inch đặt trong cùng một mảng miếng, và ở phía trên này thì nó sẽ là táp lô bọc da. Để xem nhá, để xem một vài thông tin đây về xe này. À, xe này thì còn đây, nếu mà về chế độ lái khi mà mình chuyển này đấy, rất nhiều chế độ. Rồi bốn bánh toàn thời gian, hai cầu chậm. Đây, cần số này là cần số điện tử, nhưng mà cái cách làm thì mình thấy trông có vẻ hơi rườm rà, hơi màu mè một chút. Rồi các nút bấm này,
Đây để xem. Đây CAM 360 đây. Tái tạo hình ảnh này. Dù ở phía bên cạnh mình đây là một chiếc G500 tanh. À không phải tanh, 500 thì nếu mà tái tạo như này thì mình nghĩ là cũng được ổn. Nhưng mà được cái là phản hồi nhanh đúng không các bạn. Và khi đóng cửa mình thấy là khả năng cách âm cũng khá tốt. Đây nếu mà mình nhìn phía trước, đây còn có thể xoay này. Đấy. Nói chung là về cam mượt. Ok, hấp dẫn. Rồi, thế chiếc ghế của mình nữa. Ghế này thì cũng bọc da và đều là ghế chỉnh điện hết rồi. Có gương chống chói tự động nhưng mà phiên bản này thì đây không có cửa sổ trời. Cũng có đèn ambient light và đây là những mảng miếng được làm kiểu thô ráp nhưng thực ra thì đây nó chỉ là nhựa thôi. Nhựa. Ô, chiếc ghế này cũng đục lỗ. Xem nào. Ok, hơi nhiều tiếng Thái. Đây, về màn hình thì cũng rất mượt. Màn Trung Quốc rất mượt. Có Android Auto đâu để mà xem. Ok, nó chỉ có nó như thế này thôi. Thì có lẽ khi mà về Việt Nam thì tất cả những cái này mình nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể chuyển sang giao diện tiếng Việt. Giống như kiểu chiếc Havan H6 chẳng hạn, về Việt Nam là được Việt hóa hết. Có lẽ chuyển số sau vô lăng, nhưng mà ga tự động thì lại đặt ở phía bên dưới. Ok, thì bây giờ mình sẽ ngồi vào vị trí mà mình ngồi. Đây, tầm nhìn thì cao ráo và mình sẽ cùng nhau xuống hàng ghế thứ hai. Phải công nhận là nếu như mà không có bệ bước thì ra vào xe này là hơi cao. Thế khi mà mình ngồi ở phía đằng sau, ô cửa đóng cũng chắc nhỉ. Thì mình cũng có một khoảng chống đầu gối, mình nghĩ là ổn. Đây, độ ngả lưng của ghế tốt và chúng ta sẽ có khoảng sáng trần. Mình nghĩ này là rất ok. Đây là một chiếc xe với 5 chỗ ngồi, có cửa gió điều hòa ở phía sau. Tuy nhiên thì về cổng sạc ở đây thì nó vẫn đều là USB-A, chưa phải là cổng C, giống hệt như chiếc Havan H6 ở Việt Nam. Ok. Và về mức giá, mức giá thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ là một sự gọi là tạo ra sự tranh luận. Bởi vì với phiên bản base ở đây, nó khi quy đổi nó đã ra là khoảng tầm 1 tỷ 1. Ở Việt Nam thì đang có nhiều thông tin đồn đoán rằng là với phiên bản base nó cũng sẽ rơi vào tầm tiền như thế rồi. Thì liệu rằng là một chiếc xe của Trung Quốc trông thì cũng thể thao hầm hố đấy, nhưng mà vẫn còn rất nhiều định kiến. Và có thể nó sẽ là một chiếc xe để dành cho những dân chơi. Người nào người ta thật sự thích thì họ sẽ mua. Chứ người thực dụng với khoảng một tầm 1 tỷ 2 thì mình nghĩ rằng có rất nhiều lựa chọn. Họ có thể lựa chọn về xe Nhật, xe Hàn. Thì đây là phiên bản Ultra, đây là phiên bản cao cấp hơn. Phiên bản này thì ngoài chuyện là có hệ thống ADAS rất là đầy đủ thì nó còn có thể tự động ghép xe lùi chuồng bởi vì có thêm những cảm biến ở phía bên hông. Mâm xe thì là mâm Lenso, mâm này bấm độ rồi. Và đây là phiên bản gọi là ở chính hãng họ độ để cho mình nhìn thấy là nó có thể tùy biến như thế nào. Ví dụ như cụm đèn cũng có cảm mí là nhìn trông rất là ghét. Rất nhiều mảng miếng đen. Úi giời, giật cả mình. Đấy, đèn xi nhan nhưng mà công nhận là đèn này, đây chỉ là đèn ban ngày thôi mà nhìn trông đã rất sáng rồi. Tanh 300. Ở phía bên thân thì nhìn có thêm đây ốp nhựa đen mà đen bóng thì mình nghĩ là trông nó cũng thẩm mỹ hơn, đẹp hơn. Có dán nóc ở phía trên và thậm chí là có thể bước lên. Xe này để mà mình nghĩ rằng là lắp đồ chơi thì trông nó cũng khá thể thao hầm hố. Đèn ở đằng sau cũng có thêm những miếng ốp. Và bản thân đây như mình đã nói rồi, nếu như mà bộ mâm mà được kéo dài ra thì trông sẽ thể thao hơn. Đây là phiên bản Ultra. Phiên bản Ultra này thì có mức giá là 1.799.000 bạt, 1.800.000. Thế thì các bạn chờ mình chút để mình tính nhá. Ultra nó sẽ có mức giá là 1.260.000.000. 1.260.000.000 về Việt Nam nó phải tầm 1.400.000 mất. Có thể ở dưới 1.400.000 một chút, nhưng mà nói chung đây là một mức giá mình thấy là cũng khá cao. Mà đổi lại thì ở phía bên trong chúng ta một nội thất mình thấy là nó hơi bị nhái, nó chưa có được những cái bản sắc riêng. Dù cũng ở trên đây cửa sổ trời, chất liệu ghế da các thứ mình thấy rất ổn. Đó, thì đây là một vòng vừa rồi chúng ta đã xem qua nhanh về Tanh 300 sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Và các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Liệu
mức giá sẽ là bao nhiêu và tệp khách hàng thì là như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.